Rồi. Xin giới thiệu với bà con, đây là cây mù sâm kín nhá. Anh này ghép cải tạo từ rất sớm, cây cũng đã có quả rồi, nhưng mà anh đã quyết tâm bỏ cây mù sâm kín để ghép vào cây đô na lại các bạn nhé. Rồi đây, đây là cây mù sâm kín các bạn này. Rồi. Đây là cây đô na này, anh đã ghép lớn rồi các bạn. Đó. Đây, lá của nó đây nha. Lá đô na này. Rồi, anh hiện tại thì có 10 cây ghép cải tạo rồi. Nhưng mà năm nay khả năng là anh bỏ một sân kinh luôn đấy. Quả là rất là bé. Nó khi nó chín thì nó phải chín cây các bạn ạ. Đây, đây là cây đô na này. Hồi xưa anh ghép mũi sân kín, nhưng mà bây giờ là ghép cây đô na bên cạnh rồi. Đây, mình quay về cây mũi sân kín cho các bạn xem. Hình như cây này anh tháp cái mũi sân kín vào đây rồi. Đây, giờ gốc đô na rồi, chứ không phải mũi sân kín nữa. Cây đô na rồi, anh bỏ cái mùa sinh kín rồi các bạn nhé. Được trước là anh ghép mùa sinh kín mà anh bỏ ra. À đây, giờ lại cái mùa sinh kín ghép cái tàu đây. Nó cũng đã có quả đấy, năm ngoái là bỏ đó các bạn ạ. Thì các bạn đừng có theo dụng ngoài làm gì nhá. Đó, mình quay để các bạn còn nên trồng hay không thôi. Đây, mùa sinh kín đây. Đây. Nhưng mà anh đã ghép cái đô na bên cạnh nữa các bạn này. Chuẩn bị anh thay thế cái mũi sân kính nữa các bạn nhé. Đây. Đây là mũi sân kính này, cái đô na này lên cái là anh thay thế cái mũi sân kính nhá. Giống bây giờ thì cách đây cỡ khoảng một năm thì giống rất là hot, nhưng mà bây giờ là anh quyết tâm chặt đấy. Để ghép cải tạo lại đô na đấy. Đây. Mùa sinh kính đấy. Đấy, mình quay cho các bạn cái gốc bự rồi đó. Quả nó như vậy đó. Ở ngoài nó không bỏi đâu. Đây. Nặng thì ghép cải tạo mùa sinh kín thì cách đây là cỡ khoảng 4 năm rồi, nhưng mà 3 năm năm ngoại là có quả, nhưng mà nó không ưu việt, thành ra anh ghép lại đô na các bạn. Anh ghép hai cây, một cây đô na và một cây mùa sinh kín, thành ra anh bây giờ anh bỏ rất là dễ. Đầu này nữa, cái mũ sân kinh này đâu con à? Cái cây này chủ quay đâu rồi ta? Ừ. Mình đi tìm nha. Vườn anh bây giờ là đô na không nha. Anh tự nhận dụng các bạn. Nếu mà mũ sân kinh mà có giá thì anh đã nhân cách đây 2 năm rồi. Mũ sân kinh đây này. Chị này giống như sâu riêng hạt đó các bạn. Rồng mới ăn được. Đây, mua sinh kinh đây. Đó. Có hoa, có quả nữa đây. Rồi, cái đô na nằm một bên cạnh đó các bạn nhé. Khi nào cái này mạnh đã là mình bỏ đấy. Đây, đây cái đô na này. Đô na anh ghép cái tàu lại để thay thế cái này đấy. Wow. Hình như bố về phải không? Hả? Bố về phải không? Bố về. Đây, mua sinh kính nha. Đó. Trong video thì video trước thì mình có quay cho các bạn cái lượng đó. Cái cây này là cũng mua sinh kính nè. Các bạn đừng có chạy theo dựng ngoài làm gì nha.
mình quay con ghẹ để chạy giải thảo cho các bạn xem. Luna anh ghép cải tạo hết đó, từ mũi sân kính anh chuyển qua Luna luôn. Đi về đây. Luna đây, ở trước cái mũi sân kính này các bạn, bây giờ chuyển qua Luna luôn đấy. Rồi, các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi mình quay, các bạn có thể đăng ký kênh của mình để xem các cái video nào bổ ích hơn nhé. Rồi, đây anh động cái mũi sân kính qua cái Luna luôn các bạn này. Cắt ngang luôn, ghép. Rồi. Anh đã có cái phương án dự phòng từ trước các bạn. Đó, cái cây đô ná ghép trên này. Đây. Đó. Đây, và cây đô ná đã ok rồi đây. Đó. Anh đã ghép dự phòng từ trước. Đấy, thành ra cái mũi sân kính chỉ có thể thử nghiệm thôi. Nhưng mà nó chưa thành công đâu các bạn nhé. Đây thì cây anh cải tạo lại ok rồi đấy, từ mũi sân kính chuyển qua đô na thành công. Đây. Thì mình quay video này thì cũng nhắc các bạn phải là giống ngoài thì chúng ta nên thử nghiệm một vài cây thôi để biết thôi, chứ cũng đừng nên giao phó cho nó hết 100%. Anh này thì anh cũng rất là đam mê giống ngoài các bạn. Cái chồi cũ của nó thì ở dưới thì nó vẫn là mũi sân kính các bạn này, thấy không? Nhưng mà sau thời gian thử nghiệm thì anh đã cải tạo cái vườn của mình lại Luna. Anh gõ mười mấy gốc to như vậy các bạn ạ, nhưng mà chuyển đổi rồi đấy. Thì mình quay video này lên để các bạn học hỏi là có nên trồng mũi sân kính hay không nhá. Đây, giống bây giờ thì nó cũng hiện tại thì cái chương trình quảng cáo thì nó cũng chạy rất là mạnh, thì các bạn cần cân nhắc nha. Đó, mình chỉ quay để cho bà con tìm hiểu thôi. Đó, còn mũi sân kính này đây các bạn thấy đấy, đây là lá mũi sân kính này. Đây, đây. Lá đô na khác hẳn nha các bạn, mũi sân kính là đô na này, cái cành nó cũng khác này nhá. Đó, anh đã ghép cái tàu thân lên này, đây các bạn này, đây. Phần dưới là mũi sân kính nhá, phần trên là đô na. Đây, đây là mũi sân kính các bạn này nhá. Bây giờ cải tạo đô na lại các bạn này nhá, là mũi sân kính và là đô na này, khác nhau nhá. Đây. Mình kéo lại cho các bạn xem chứ không phải là lầm tưởng nha. Đấy, là mũi sân kinh đây hơi vàng vàng hơn tí. Đó, anh đã ghép cái tàu hết rồi. Đó, anh tìm hiểu và bây giờ anh mới chọn lại đô na đó các bạn. Anh quay trở lại ghép luôn nha, cho mũi sân kính là anh bỏ hoàn toàn nha. Đây là cái Luna và cây mũi sân kính, cái cành mũi sân kính. Giờ anh cắt cái cây mũi sân kính ra. Đây là mũi sân kính. Đây, đây cái ngọn mũi sân kính. Đó, ngọn mũi sân kính này anh ghép thẳng vào cái ngọn đô na, giữ cái chồi đô na lại các bạn. Anh trồng rất là an toàn. Đó,
Trước là anh ghép mũi xanh kín xong là anh chuyển đổi lại thành đô na luôn các bạn này. Giờ anh áp vô gấp mũi xanh kín hai cành này. Anh áp thẳng vô đô na luôn các bạn này. Đây, giữ cái ngọn đô na lại. Đây. Bây giờ mình quay lại cái cây góc sân cây cỏ quả năm ngoái cho các bạn xem. Năm ngoái thì anh đã có quả rồi. Có quả từ năm 2019 và năm 2020. Năm nay là năm 2021. Thì khả năng năm nay là anh chặt hết luôn đấy. Thì mình quay để cho các bạn xem nè. Các năm tiếp theo mình rút kinh nghiệm nha.